Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review và phân tích Dragon Ball Super trên channel Shonen Action. Chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến với tập đầu tiên của bộ phim Dragon Ball Hero. Đặc biệt hơn thì vài ngày trước đã có một đoạn trailer ngắn đầu tiên về bộ phim chuẩn bị ra mắt. Video này sẽ xác nhận một số chi tiết thú vị mà những gì người hâm mộ chuẩn bị được đón xem trong bộ phim mới này. Công nhận một điều đó là quá tuyệt vời, đoạn trailer giúp cho chúng ta thấy được một trận chiến với một đối thủ hoàn toàn mới và sức mạnh của anh ta gây khó khăn cho tất cả mọi người. Nhân vật Evil Saiyan này không quá khó để cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của anh ta khi anh ta phá vỡ được chiếc áo khoác, chiếc áo giống như vật phong ấn sức mạnh trước khi chiến đấu của anh ta vậy. Nhờ một bản dịch của dịch giả trên Twitter là Herm98, chúng ta đã có một đoạn hội thoại trong trailer, đồng thời biết được tên của Evil Saiyan, đó là Kanba, và với ngoại hình ngầu của mình, anh đã chứng tỏ mình sẽ là một nhân vật phản diện cực khủng trong bộ phim này. Các phạm nhân nguy hiểm đang được tập hợp trên hành tinh ngục tù, Evil Saiyan nói, hãy chiến đấu với ta. Goku và mọi người phải chống lại mối đe dọa sắp tới. Vegeta nói, hắn là một tên Saiyan sao? Ta chưa từng cảm nhận luồng ki xấu xa thế này bao giờ. Người bị sao vậy Kakaroto? Như viên ngọc mới, Phư nói, thí nghiệm thú vị nhất vũ trụ cuối cùng cũng đã tiến vào giai đoạn chính rồi. Vegito nói, Kanba, vào trận thôi nào. Trong đoạn đầu video thì hình ảnh Goku Super Saiyan 4 đang chiến đấu với Goku Super Saiyan Blue trong một cuộc đấu trưởng Kamehameha. Đây sẽ là một chi tiết hay trong bộ phim này, bởi lẽ đây là một điều mà người hâm mộ đều đang rất thắc mắc ai thực sự sẽ mạnh hơn. Một trạng thái sức mạnh hoàn hảo của người Saiyan hay một trạng thái của vị thần God. Đây sẽ là một trong những trận chiến xảy ra đầu tiên và tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của Goku và Vegeta chống lại Evil Saiyan có tên là Kanba. Tiếp theo, hãy chú ý đến hành động của Evil Saiyan trên hành tinh ngục tù Prison Planet khi anh ta nói với các tù nhân khác rằng hãy chiến đấu cùng tôi. Có vẻ như anh ta đang xây dựng cho mình một đội quân để thực hiện âm mưu nào đó và nó cho thấy rằng anh ta khá mạnh mẽ. Kanba ban đầu được triệu tập bởi Phư và đi theo là các nhân vật phản diện khác. Hiện nay chưa có thông tin rõ ràng về sức mạnh thực sự của chiến binh Evil Saiyan, nhưng anh ta có thể tạo ra các quả cầu năng lượng, gây ra những vụ nổ ki mà ngay cả Vegeta cũng khá mất thời gian để phá chúng. Nguồn năng lượng ki bóng tối dường như có ảnh hưởng lớn đến Goku. Hãy nhìn đôi mắt vô hồn của Goku và ki của Goku bị chuyển thành màu đen. Mặc dù Goku đang ở trong trạng thái Super Saiyan, có khả năng Vegeta sẽ ngăn chặn được sự biến đổi của Goku và cả hai sẽ hợp sức để chiến đấu với Kanba. Trong phần cuối của video có sự xuất hiện của Vegito Blue, vì vậy rõ ràng là Goku và Vegeta hiện sẽ chiến đấu ở trạng thái mạnh mẽ nhất, đó là Super Saiyan Blue, nhưng chắc chắn vẫn không thể hạ được chiến binh Evil Saiyan này. Trong video xem trước này thì rất nhiều thông tin tập trung về nhân vật phản diện mới Evil Saiyan có tên là Kanba. Tuy nhiên, một chi tiết khiến cho người hâm mộ toàn thế giới đang rất háo hức, đó chính là một nhân vật được yêu thích nhất đang được giới thiệu sẽ xuất hiện trong bộ phim này, đó chính là Vegito Super Saiyan Blue. Vegito xuất hiện có nghĩa là Goku và Vegeta sẽ sử dụng hợp thể Fusion bằng bông tai Botara của các vị thần Kaioshin. Nó khác với Gogeta khi Goku và Vegeta sử dụng kỹ thuật Fusion Dance. Với kỹ thuật hợp thể bằng bông tai Botara thì nó sẽ sản sinh ra chiến binh mạnh mẽ nhất. Có thể là Vegeta và Goku đã chuẩn bị sẵn trước đôi bông tai Botara hoặc được thần Kaio đưa cho khi cả hai gặp nguy hiểm. Nếu Kanba này quá mạnh hay vì một lý do nào đó thì sự hợp thể sẽ là chìa khóa để chiến thắng. Chúng ta sẽ thấy một cuộc chiến với Vegito và Kanba. Mặc dù không có thông tin về sức mạnh của Kanba, nhưng nếu Vegito Blue buộc phải xuất hiện thì chắc chắn sức mạnh và độ nguy hiểm của Kanba ít nhất cũng phải ngang hoặc hơn tầm Fusion Zamasu và Goku hay Vegeta. Và Goku hay Vegeta Blue đều yếu hơn Kanba. Đã từ rất lâu kể từ khi chúng ta thấy Vegito Blue trong Dragon Super ở phần Black Saga, khi mà Goku và Vegeta sử dụng kỹ thuật hợp thể bằng Botara để chiến đấu với hợp thể Fusion Zamasu, và hiện tại sẽ là sự ra mắt của Vegito Super Saiyan Blue. Trong bộ phim Dragon Hero sắp được chiếu, dường như Vegito đã sẵn sàng để chiến đấu với Kanba. Đây sẽ là một trận chiến khủng khiếp mà chúng ta chưa bao giờ được chứng kiến. Thật hấp dẫn phải không nào? Nhân dịp kỷ niệm 400.000 subscribe của kênh Shonen Action, để tri ân thì mình chuẩn bị ra mắt một số sản phẩm áo thun về One Piece lẫn Dragon Ball. Áo chất liệu cực kỳ đẹp, sử dụng mực in loại tốt nhất, không bay màu khi giặt. Tất cả sẽ giúp cho trải nghiệm người dùng đạt một hiệu quả tốt nhất. Nên nếu các bạn thích thì hãy theo dõi kênh Shonen Action để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Ngoài ra, khi bắt đầu mở bán thì mình sẽ có một video nói riêng kỹ hơn về cách mua cũng như cách đặt hàng cho một số bạn muốn sở hữu những chiếc áo cho riêng mình. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like, subscribe để được đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.